Kính thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng chào quý vị. Và trên màn hình của chúng ta, một gương mặt quen thuộc đã xuất hiện. Đó là học giả Đỗ Tuấn Minh từ Tokyo, Nhật Bản. Và đề tài mà anh nói nhiều về châu Á, Thái Bình Dương, đặc biệt về Việt Nam. Trước hết, chúng tôi xin trân trọng chào anh, thưa anh Minh. Yeah. Dạ vâng, Đỗ Tuấn Minh từ Tokyo xin kính chào quý khán giả và chào anh Nguyễn Xuân Nam ạ. Dạ. Dạ. Thì câu chuyện ngày hôm nay thì rất là nhiều chuyện liên quan đến Việt Nam, rất là thú vị. Mời vị tiếp tục theo dõi, mời mình bắt đầu câu chuyện thưa anh. Dạ vâng, thưa với quý vị, chế độ Cộng sản như ai cũng biết nó là một cái chế độ dung dưỡng tham nhũng từ trên xuống dưới. Bởi vì ông chủ tước, chủ tịch quốc hội trước đây là Nguyễn Sinh Hùng đó, trước bà Ngân đó, thì ông có nói là nếu không tham nhũng thì lấy tiền đâu mà chạy chức chạy quyền. Đó. Chính một ông chủ tịch quốc hội mà ông xác nhận như vậy. Thứ hai là nếu mà cứ bắt kỷ luật thì lấy người đâu ra làm việc. Cái câu này thì nó hơi giống cái câu của ông Trần Văn Hương ngày xưa nói, nhưng mà ngày nay thì nó diễn ra ở một cái mức độ nghĩa là trầm trọng khủng khiếp. Thế thì qua những cái thời gian qua thì chúng ta thấy trong cái công việc đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng cho chúng ta thấy hình ảnh là các binh chủng không quân, hải quân và lục quân đều dính tới tham ô. Đó, tức là tham ô qua những cái việc mua bán vũ khí với những cái việc mà lấy đất đai mà dưới cái sự quản trị của mình để bán cho thuê vân 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 vân. Thí dụ như phi trường Tân Sơn Nhất thì lại cho xây nguyên một cái sân khôn nằm ở trong phi trường, hoặc là chung quanh Đà Nẵng là cái phi trường Đà Nẵng là cái vùng đất là an ninh đặc biệt thì lại bán hoặc là cho thuê, nhất là bán cho những người giả danh tiền do tụ tàu nó đưa ra. Thì từ những cái căn nhà biệt thự đứng đó có thể ngó vào phi trường Đà Nẵng, thành ra bất chấp những vấn đề an ninh thì những cái chuyện đó tham ô hối lộ nó đã xảy ra. Và có thể nói cả ba binh chủng cộng với ngành công an thì cái tỷ lệ mà tham ô lại càng cao nhất, cho tới bây giờ là hơn 10 tướng công an đã bị loại. Mà đó là lý do tại sao là lần đầu tiên một tổng bí thư như ông Nguyễn Phú Trọng lại phải vào cái ban coi như là thường ủy Bộ Công an. Và cái chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thì lắm là coi như bí thư, nhưng mà ủy viên thường trực thì có Nguyễn Phú Trọng. Đó là lần đầu tiên cho thấy cái mức độ trầm trọng như thế nào. Thì bây giờ sang một cái cũng là một cái loại binh chủng, đó là cảnh sát biển, nó nằm thuộc hải quân. Thì ông Hiến coi như phó đô đốc hải quân thì cũng đã bị kỷ luật và bị tù đó vì vấn đề tham ô. Tại sao hải quân lại tham ô được? Bởi vì mỗi một cái binh chủng như vậy đó, họ sở hữu một số cái vùng đất an ninh, rồi bây giờ đó họ dùng nghĩa là mọi thủ đoạn để họ bán hoặc cho thuê những cái vùng đất đó để kiếm tiền, cộng thêm với cái này mua trang thiết bị thì đều là vấn đề nâng giá lên. Thành ra khi họ đi bên ngoài mà họ mua đó, thường thường họ yêu cầu làm hai cái biên lai, một cái biên lai đỏ là biên lai coi như để trình cho nhà nước, và một cái biên lai thật là họ buôn bán với nhau như thế nào. Thành ra thí dụ như là cái biên lai thật đó thì là coi như là 1 triệu đô la, nhưng mà biên lai giả đó là 5 triệu đô la thì trình cho nhà nước để lấy tiền. Đó, thành ra cái ngành nghề nào cũng có thể được. Như chúng ta biết trong cái đại nạn Covid này thì rất nhiều bệnh viện mua những cái máy móc thiết bị cũng là khai láo giá lên gấp 5, gấp 7 lần. Đó. Thì cũng như hoặc là cái vụ mà bây giờ nó có vấn đề là người ta đổ về quê thì nó có một số, tuy là giải tỏa rồi nhưng mà nó có một số bốt chặn để xét giấy tờ là mọi người phải đã thử nghiệm là không bị nhiễm thì mới được vào. Thế thành ra cái thuốc coi như là thử nghiệm đó giá chỉ chừng 2 đô la thôi, nhưng mà tất cả các nơi bệnh viện và các phòng y tế mà họ kiểm tra hoặc là kiểm tra tại chỗ thì họ lấy ít nhất là 300 ngàn, 300 ngàn tức là khoảng mười mấy đô la, tức là giá cũng gấp 5, gấp 6 lần. Đó là cái tình trạng chung là như vậy. Thế bây giờ sang tới một cái binh chủng nằm trong không hải quân, đó là cảnh sát biển, thì là mới đây coi như Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật Trung tướng Nguyễn Quang Đạm. Ông này là nguyên tư lệnh cảnh sát biển và nhiều tướng khác. Thì cái lực lượng cảnh sát biển này đó, xưa nay thì chúng ta cũng đã nghe được cái sự viện trợ rất nhiều của Nhật Bản và Hoa Kỳ về những cái vấn đề tàu tuần duyên. Cho nên cái lực lượng này đó, ngày xưa Việt Nam mình thì là có coi như là quân đội thôi, hải quân thôi. Nhưng bây giờ nó thêm cái cảnh sát biển nữa. Thì cái lực lượng này bây giờ tương đối cũng khá đông, mấy chục ngàn, chia ra thêm làm 4 vùng từ trên xuống dưới. Nhưng mà những cái đơn vị này cũng vấn đề mua bán quan chức với lại thiết bị thì cũng là hối lộ và bây giờ là bị bắt. Thì không phải là một ông Trung tướng Nguyễn Quang Đạm bị bắt không thôi, đó là ông tiền tư lệnh. Còn cái ông kế tiếp đó, là Trung tướng Nguyễn Văn Sơn.
là phó bí thư đảng ủy kiêm tư lệnh cũng bị bắt luôn, tức là hai ông trước ông sau cũng đều là bị bắt, và tổng cộng như vậy là khoảng gần 10 cái tướng tá luôn ở cái lực lượng gọi là cảnh sát biển. Thành ra có thể nói là không có cái đơn vị nào của Việt Nam mà gọi là trong trắng cả. Thì đó là một trong những cái có thể nói rằng là cái chế độ này nó tham ô. Mà Lenin thì nói một cái câu á, là muốn lật đổ một chế độ hãy đẩy nó tới tận cùng một sự tham nhũng. Thì thực ra chúng ta không có cái khả năng để đẩy họ tới sự tham nhũng, nhưng mà chính cái lòng tham của những cái người có chức có quyền, bởi vì họ mua chức mua quyền lên, thì bây giờ họ dùng cái chức quyền đó để họ tham ô tham nhũng. Và đó là nguyên do của hầu hết các cái chế độ trên thế giới. Thứ nhất là tham ô và lòng dân oán ghét, thì có thể nó dẫn tới cái sự là tranh chấp nội bộ rồi đi đến sụp đổ. Thì thưa với anh Nam và quý khán giả, thí dụ như trường hợp ở bên Nga, cái dư luận trong dân chúng về vấn đề tham ô đó, nó khủng khiếp lắm. Cái thời mà Liên Xô đó, thành ra khi mà Brezhnev là coi như vị tổng bí thư mà quyền lực nhất suốt 16 năm trời cho tới khi ông ta chết đó, thì có một lần ông ta đứng ở trên một tòa nhà cao ốc ở Moscow, ông nhìn xuống dưới đường xe cộ chạy, thì ông nói rằng là một cái chế độ xã hội chủ nghĩa gì mà 30% số xăng mà xe cộ đang chạy ở dưới thành phố đó là xăng lậu. Đó, tức là ít nhất là 30% xăng lậu. Mà con số 30% này á, làm cho chúng tôi nhớ tới nghĩa là ông Thanh mà coi như là chạy trốn qua bên Đức đó, quý vị nhớ không? Thì Thanh này đó đã tiết lộ rằng là cái việc mà khai thác dầu ở biển Đông Việt Nam đó thì có hai cái lối bán. Một là bán công khai rõ ràng, thì thường thường là bán cho các nước Âu, Mỹ và Nhật đó. Nhưng mà bán cho Trung Quốc đó, thì nửa là bán thật và nửa là coi như bán lậu. Và ước lượng là khoảng 30% dầu khai thác từ các mỏ lên là bán lậu cho tù tàu. Thì coi như các cái tàu dầu của tàu đó, nó ghé vào đó nó lấy dầu, sau đó nó trả bằng tiền mặt bằng đô la. Và các quan chức có thẩm quyền đó, khi mà mọi chuyện xong xuôi rồi thì bay trực thăng từ bờ ra để mà nhận hàng vali đô la đem vào. Đó là ông Trịnh Xuân Thanh đã kể về những cái chuyện tham ô. Và cái chuyện này nó có từ thời Võ Văn Kiệt, tức là cho tới nay kéo dài khoảng 30 năm như vậy rồi. 30% dầu hỏa là bán lậu. Đó thì đại khái cái tình hình như vậy. Còn riêng nói về cái vấn đề mà người Việt Nam mà trong suốt cái thời Cộng sản cho tới ngày hôm nay đó, thì thưa quý vị, cái chuyện mà di dân trong quốc nội, đây là lần đầu tiên do cái vấn đề dịch, thì chúng tôi sẽ nói nhiều hơn nữa. Nhưng mà chúng tôi xin tổng kết một số những cái đợt di dân, vì cái nạn là nạn Cộng sản là chủ yếu. Cái thứ nhất là Geneva vào năm 1954, khoảng 800-900.000 người, gần 1 triệu người di cư từ Bắc vào Nam. Đó là một đợt di cư. Cái đợt di cư thứ hai là từ năm 1975, kéo dài suốt 16 năm và gần như ít nhất là có thể tới 20 năm, khi mà Liên Hiệp Quốc chịu không nổi phải lập ra một cái hội nghị quốc tế về vấn đề tị nạn Việt Nam và quyết định thành lập. Bởi vì Liên Hiệp Quốc đó không phải chỉ lo cái tị nạn Việt Nam mà lo tị nạn Phi Châu, lo tị nạn Trung Đông, vân 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 vân. Mà trong khi tị nạn Việt Nam đó cứ kéo dài mãi, thế đón tiếp người ta thì người ta lại tiếp tục đi, cho nên cuối cùng phải ngăn chặn. Thành ra đó cũng là một cái đợt tị nạn mà lên tới cả triệu người. Rồi kế tiếp là cái đợt tị nạn lần này là cái tị nạn vì vấn đề Covid. Thì cái số người di chuyển ở trong quốc nội rất là lớn, như là chúng tôi có thể tóm tắt là theo ông Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng mới tiết lộ đây, xưa giờ tôi vẫn thắc mắc về cái con số này lắm và không biết là số người nó là như thế nào, thì ông này ông cho biết riêng Sài Gòn và các thành phố phụ cận, Bình Dương vân 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 đó, Sài Gòn phụ cận đó, thì là khoảng 3,5 triệu người lao động là từ các nơi đổ về, nghĩa là suốt từ Cà Mau cho tới tận coi như là Hà Giang đã là họ đổ về là 3,5 triệu, và trong số này theo ông ta công bố là 2,1 triệu người muốn về, và hiện tại thực sự họ đã về rất nhiều. Họ về từ trước khi ra lệnh cấm là ai ở đâu thì ở đó, cho tới khi ngày 1 tháng 10 phong tỏa tới ngày hôm nay thì là số người nó tiếp tục về. Và số người về này đó, chúng tôi ước lượng là 95% dùng xe gắn máy, nhưng mà còn 5% họ không có xe gắn máy nữa, họ phải đi bộ. Thì cái cảnh nó là rất là thê lương. Thành ra cái số người đi về này theo nhà nước nói là 2,1 triệu mà chỉ là Sài Gòn và phụ cận thôi. Cho nên trên toàn quốc á, thì chúng tôi không có con số thống kê, nhưng mà chúng tôi ước lượng số người từ các cái vùng thôn quê trở về thành phố, và bây giờ người ta gọi là bỏ phố về quê đó, thì cái số người này có thể từ 7 triệu cho tới 10 triệu người. Và riêng Sài Gòn và phụ cận tới giờ có thể là đã 2 triệu người bỏ về. Và khi mà phỏng vấn những cái người này đó thì có thể nói 70-80% nói là họ tởn tới già rồi, không bao giờ muốn trở lại nữa.
Tức là sau này có hết dịch đi chăng nữa họ cũng không trở lại. Trước đây thì ai cũng biết lên thành phố có nhiều việc làm và lương tương đối cao hơn so với làm nông thì họ kéo nhau lên. Nhưng mà có những người lên từ 5, 7 năm trước, nhưng mà cũng có những người mới lên có chừng vài tháng à. Có người lên được có một tháng, có người lên có nửa tháng thì bị cái bệnh dịch này. Thì khi họ lên thì ngày xưa là giao thông bình thường, họ có thể bỏ một ít tiền họ đi xe đò lên rồi lên đó làm việc. Nhưng bây giờ cái tình trạng là xe đò, xe khách không có chạy, cho nên là họ phải về. Nếu mà người nào ở lâu đời rồi họ có được xe gắn máy, quý vị tưởng tượng có những chiếc xe gắn máy chở 5 người, chở cả một gia đình, cộng thêm với quần áo đồ đạc đó là trông lỉnh kỉnh khủng khiếp lắm. Và chúng tôi biết có một trường hợp một gia đình, một cái nhóm người Miên ở miền Nam đó, họ đi lên họ làm thì là họ gốc Miên, thì 11 người, anh Nam tưởng tượng 11 người với một chiếc xe gắn máy mà họ đi về. Đó, thành ra xe gắn máy đó sẽ đi như thế này, cứ chở một nửa đi trước rồi thả xuống rồi bong trở lại để chở cái tốp sau đi, chiếc xe nào mà chở được 11 người. Nhưng mà vì họ là cùng gia đình, không lẽ người đi bộ người đi xe gắn máy, cho nên là phải chở một nửa một đó là đi như vậy. Còn cái chuyện mà những xe chở 4-5 người là chuyện rất là thường, mà có những xe thì có con nít, mà có những xe có những con nít nữa là như là 1 tháng 2 tháng tuổi vân vân là rất là tội nghiệp. Rồi có những xe chở toàn người lớn ngồi chật ních mà rất là nguy hiểm. Thành ra đôi khi nó cũng xảy ra một số những cái tai nạn liên quan tới vấn đề này. Và chúng tôi xem những cái video thì cảnh những cái bà bầu nhưng mà lại gia đình nghèo quá, không có xe gắn máy luôn, phải đi bộ. Anh tưởng tượng rằng bà bầu mà 6 7 tháng hoặc là 8 tháng mà đi bộ, nghĩa là 200 300 cây số về quê thì nó thê thảm tới mức nào. Họ đi rồi họ đi không nổi, kể cả họ ra huyết nữa thì họ phải nghĩa là trụ tại lề đường rồi xin xin ăn rồi xin tiền, chứ còn bây giờ đói quá không có cách nào về được hết. Thành ra có thể nói là hàng vạn hay là hàng triệu những cái cảnh tang thương như vậy. Đó là cái chuyện là cái chính sách của chính phủ đó, theo như mặt trận tổ quốc thì thâu thâu tiền được rất là nhiều, thâu khoảng 18.000 tỷ đó, thì một nửa là cho quỹ mua vaccine, còn một nửa là cứu trợ. Nhưng mà cái việc cứu trợ thì rất là nhỏ giọt, thì tới nay là đã qua 3 đợt cứu trợ rồi, nhưng mà qua những cái cuộc phỏng vấn đó thì có thể nói 80-90% họ chỉ nhận được một lần với một số tiền nhỏ hoặc là 5 ký gạo, còn đại đa số là không nhận được gì hết. Thành ra cái vấn đề có thể nói là rất là thê thảm, đặc biệt như là tỉnh An Giang. Tỉnh An Giang á, thì cái ông chủ tịch tỉnh đó thì ông lại không muốn nhận, tại vì quý vị biết nhận về đó là phải lập khu cách ly, phải quản lý, phải tốn tiền, phải lo rất nhiều việc. Cho nên riêng cái tỉnh An Giang á, là có một sự tranh chấp rất là lớn giữa ông đại tá nơi là ông đại tá giám đốc công an hiện tại với lại chủ tịch tỉnh. Chủ tịch tỉnh là không muốn nhận đó, còn cái ông đại tá nơi đó là một cái người tương đối là trong sạch lâu nay được khen ngợi, thì ông nói cái là dân của tỉnh mình mà không lẽ đón rồi vứt họ bơ vơ hay sao, cho nên là có những cái sự tranh chấp mà cái buổi điện thoại đó đã được ghi âm đó. Và ngay cả cái ông cựu giám đốc đó thì cũng đồng tình với ông giám đốc nơi này là phản đối cái ông chủ tịch An Giang là không có nhận. Mà chính phủ á, thì mâu thuẫn, lúc thì nói là ai ở đâu thì ở đó, không có tự ý về, nhưng mà có lúc thì bây giờ thì lại nói là phải đi thành đoàn và phải có cái sự xét nghiệm. Thành ra bây giờ đó ở các tỉnh đó là họ đều lập những cái coi như là trại cách ly, nhưng mà số người về quá nhiều không thể cáng đáng nổi. Thí dụ như An Giang ngay cả chuẩn bị đi rồi nữa họ cũng chỉ chứa được 30.000 người thôi, mà bây giờ số người về đó là 51.000 người. Thành ra rất nhiều trường hợp đó phải cho cách ly tại nhà chứ không ở trong khu cách ly, bởi vì khu cách ly không có chỗ chứa. Đó đó là cái tình trạng rất là thê thảm. Hiện tại thì theo một số những cái thống kê thì cái mức người bị nhiễm ở Sài Gòn và phụ cận tương đối giảm, giảm là bởi vì người ta bỏ, người ta về hàng triệu người, người ta bỏ, người ta đi ra. Thế ngược lại số người ở tại các tỉnh thì gia tăng. Đó, mỗi một tỉnh trung bình đó, từ 1 vạn cho tới 5 vạn người về. Đó, thì những người về này có những người người ta không xét nghiệm kỹ được hoặc là nó chưa phát thì họ không biết, đến lúc về tới nơi rồi nó phát. Cho nên bây giờ các tỉnh thì lại lo sốt vó vì vấn đề đối phó với vấn đề nạn dịch. Trái lại với Sài Gòn và phụ cận thì tương đối cái con số nó giảm. Thành ra cho tới ngày hôm nay đó, tổng kết đó thì cái số người bị nhiễm đó là lên tới trên 800.000 người, và số người bị chết là trên 20.000 người. Nếu mà so với Việt Nam, so với Nhật Bản, thưa với anh, Nhật Bản là dân số là 126 triệu, Việt Nam mình là cỡ 96 triệu, tức là Nhật Bản đông hơn mình, nhưng mà số người nhiễm của Nhật Bản đó là khoảng 1,5 triệu, tức là gần gấp đôi Việt Nam về nhiễm, nhưng mà họ chết đó chỉ có khoảng 17-18.000 người thôi. Tức là Việt Nam là nhiễm thì một nửa, nhưng mà số người chết thì lại vượt cao hơn cả Nhật Bản. Thì cái vấn đề lý do là tại sao
Lý do là tại cái vấn đề thứ nhất là một cái nước giàu có, họ có phương tiện và cái ngành y khoa cũng như là cái ý thức của dân chúng nó cao, cho nên là họ có cái số người tử vong ít, tức là 17-18 ngàn, trong khi mình á, bị nhiễm ít hơn họ mà số người chết lại bây giờ là trên 20 ngàn rồi. Thành ra cái tỷ lệ chết trung bình á, là 2% so với người mắc, thì Việt Nam vượt lên cái số đó, có thể mình là 2,5 hay là 3. À, đó là cái tình trạng chung ngày hôm nay bây giờ nó là như vậy. Rất là biên tin tưởng, tin buồn không anh? À, tối qua nào có xem như anh nói đó, nào có xem cái đoạn mà cái đèo Hải Vân đó. À vâng vâng. Vâng. Nó mở cái đường hầm, đường mà đường hầm qua đèo đó. Vâng. Để cho những người mà từ miền Nam, những người lao động miền Bắc vô Nam lao động, miền Trung vô Nam lao động, bây giờ họ đi xe Honda trở về, họ đi bộ trở về, họ đi xe đạp trở về đó. Tối qua anh xem cái phóng sự nó mở cái đập cái đèo Hải Vân, cái hầm Hải Vân đó, thì có thể nói rằng đó là bi kịch kinh hoàng, đúng không? Có những người đi tới 3 ngày không dám ngủ, ngủ thì lạc bầy, trời mưa miền Trung người tơi tả, thì họ cuồn cuộn kéo nhau qua cái đèo Hải Vân, đèo Hải Vân rất kinh hoàng. Thì cái cảnh thực mà ra nó anh thưa anh, cái đèo Hải Vân đó là xe gắn máy không được đi. Dạ. Đi đường hầm á, cái đường hầm á là bởi vì tai nạn ở trong đường hầm thì rất là khó giải xử lý, cho nên chỉ cho xe hơi thôi, nhưng mà lần này vì số người về quá đông cho nên là coi như xe cảnh sát dẫn đường và cho những cái đoàn xe gắn máy đi. Và cũng tuy là tất cả rất là nhiều tin buồn, nhưng mà tôi cũng coi rất nhiều những cái hội thiện nguyện hoặc là những cá nhân đứng ra làm thiện nguyện, thì phải nói rằng là họ cũng đã giúp được cho rất là nhiều cái hoàn cảnh đau thương. À, những bà bầu, những gia đình đông con bây giờ đi không nổi nữa. Tại vì sao? Ở thì không nổi anh ạ. 3-4 tháng không có lương và không có trả tiền nhà, không có tiền ăn, bị chủ nhà đuổi rồi. Có những người còn bị chủ nhà xiết nữa. Thì bây giờ không thể nào họ phải đi. Nhưng mà họ tiếc là họ không có xe gắn máy, cho nên họ đi bộ. Rồi đi bộ nửa chừng, có những đứa trẻ nó nhỏ quá, nó chịu không nổi, mệt lả, đói ăn vân vân. Thì có những cái trạm, những cái ngã đường chính mà đi về phía Bắc hay là lên phía Bắc hoặc là về Việt Nam, thì có những tổ chức thiện nguyện được tiền của phần lớn là do đồng bào hải ngoại đóng góp về, thành ra tiền vẫn đang đổ về rất là nhiều, và họ dùng những cái tiền đó họ mua thực phẩm, mua nước, và đặc biệt là phát cả tiền để cho bà con đi xe đổ xăng nữa. Có nhiều người nhiều khi họ đi xa lắm, 200-300 cây số là chuyện thường, 500-700, và có những người đi về tới Hà Giang, tới Lào Cai thì thưa quý vị nó là gần 2.000 cây số đó. Cho nên rằng là họ phải có tiền để mà họ đổ xăng, chứ nếu không thì nửa đường họ cũng chết, hoặc là xe trục trặc, xe đi xa quá rồi bị trục trặc. Thành ra những cái tấm lòng vàng, những cái điểm son nó nổi bật lên trong những cái thiên tai này. Và chúng tôi cũng thấy cũng có một vài trường hợp có những người nhận được tiền đủ rồi, nhiều rồi, họ không nhận nữa, hoặc là họ cũng nghèo nhưng mà họ chia sẻ cho những người nghèo khác, thì đó là những cái hình ảnh đẹp tương thân, coi như là lá lành lùm lá rách, hoặc là diễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng, thì những cái hình ảnh đó rất là cảm động. Như là câu chuyện một cái cô bé đó, thì mẹ cũng đau, cô thì có con nhỏ, chồng thì thất nghiệp, thì cô đến cái khu cách ly đó và cô xin, cô chỉ xin thôi 100.000 đồng, mà anh biết 100.000 đồng là tương đương có 8-9 đô la, cô chỉ xin như vậy. Và cô đã viết thơ cho một cái nhóm thiện nguyện đó, thì cô viết thơ cô xin 100.000 đồng với lý do là mua thuốc cho mẹ thôi. Nhưng mà chính cái số tiền xin nhỏ nhoi này đó làm cho cái người nhận đó họ cảm động. Ủa tại sao lại xin ít như vậy? Mà lại có con nhỏ mà không xin tiền cho con, mà lại chỉ xin tiền mua thuốc cho mẹ thôi. Cho nên cái anh này anh đã liên lạc tới tận nơi anh hỏi thăm. Thì khi anh hỏi thăm thì anh nói là tôi rất là ngạc nhiên là tại sao chị chỉ xin một số tiền rất là nhỏ như vậy thôi. Thì thành ra ok rồi, theo cái thỉnh cầu của cô thì hôm nay tôi tới tôi tặng cho cô là 100.000 đồng như là cô mong muốn. Thế nhưng mà tôi xin tặng thêm một gói gạo nữa, một cái gói gạo này nó chỉ chừng là 1 ký gạo thôi đó, tặng thêm cho cô một gói gạo này. Thì khi cô này cô anh mới yêu cầu là cô mở gói gạo ra, thì cô mở cái gói gạo ra thì cô nhìn thấy tiền ở bên trong. Thì khi tôi nói tôi kể lại với anh và quý khán giả, chính tôi cũng xúc động. Năm cảm ơn anh đang xúc động. Cô rất là xúc động khi mà cô thấy là ngoài cái số tiền cô yêu cầu, thì trong cái gói gạo có những cái đồng tiền màu xanh là cô biết là đồng tiền 500 ngàn.
Và khi cô mở ra là 4 tờ như vậy. Thành ra cô rất là cảm động. Thì cô mới nói rằng là hiện tại cô đã được trợ giúp một số, có sữa, có đồ ăn cho con cái, cho nên cô chỉ xin 100 ngàn để mua thuốc cho mẹ trong một tuần thôi. Đó, và lúc đó mẹ cô nằm bên cạnh là lên cơn giật gân luôn đó. Và bà xúc động quá, bà cũng lên cơn luôn. Thế thì cô nói là tại sao cô chỉ xin như vậy? Bởi vì cô đã được những cái trợ cấp khác rồi. Cô không muốn là nhận nhiều mà cô muốn dành cái số tiền đó cho những cái người khác. Mà bây giờ không ngờ cái anh này lại tặng thêm cho cô là 2 triệu. Cũng là tiền của Mạnh Thường Quân từ hải ngoại về. Sau đó khoảng một tháng thì anh này trở lại. Anh trở lại thì anh tặng thêm cho cô là 100 ngàn đồng nữa. Bởi vì anh nghĩ rằng là tiền thuốc hàng tháng cho mẹ. Nhưng mà anh tặng thêm một cái hộp đựng khẩu trang. Một cái hộp nó to như cái hộp kem đông lạnh đấy. Kem đông lạnh người ta để hộp vuông. Thì anh mới yêu cầu cô mở cái hộp này ra mà coi. Thì khi cô mở cái hộp này, một sấp tiền bằng này này. Một sấp tiền như vậy đó. Mà tiền 100 ngàn đồng. Thì cô mới yêu cầu anh đếm đi. Đếm là khoảng 13 triệu mấy. Trong khi cô xin 100 ngàn thôi. Thì cô mới nói là cô nhất định cô không nhận. Mà kể cả ba mẹ nữa đang bệnh hoạn mà bệnh rất là nặng, lên thần kinh và giật, mà có một lần áp huyết cao, không được kịp tới nhà thương là bà này bà chết rồi, bà bị méo miệng mà nói không được rồi. Nhưng mà cả hai mẹ con đều nhất định không nhận. Nói rằng là chúng tôi đủ rồi, hãy dành cái phần này cho những người có thể là còn kém may mắn hơn chúng tôi nữa. Nhưng mà cái anh này nói đây là tiền của là kiều bào họ gửi cho chị. Cho nên là chúng tôi không thể nhận lại, mà chúng tôi cũng không thể làm gì khác được hết. Chị hãy nhận đi và chị dùng để chữa bệnh cho bà mẹ. Và nếu sau này mà chị thấy dư thì chị giúp cho những người khác. Đó, thành ra đó là những cái cảnh mà chúng ta thấy một cái người phụ nữ rất là chân chất, rất là hiền. Khi nhìn tiền là khóc mà không muốn nhận luôn. Đó, chứ không phải là có một số người thì rất là tham. Đã nhận rồi lại đi vòng lại nhận nữa, hoặc là khai báo hay là lếu láo để mà nhận tiền. Thì đó là đại khái trong một cái cảnh mà tang thương của đất nước mình thì nó cũng xảy ra nhiều cái hình ảnh đẹp. Nhân anh nói chuyện mặt trận tổ quốc với lại vấn đề từ thiện tư nhân đó. Thì hiện nay cái vụ lùm xùm liên cái vấn đề từ thiện của các ca sĩ Việt Nam, và có cái bài Phương Hằng đó. Bà Phương Hằng thì bà tố nhiều bà người, tố, Hoài Linh, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng vân vân. Bà muốn trao tiền về mặt trận tổ quốc. Thì có nhiều người bạn mà quen biết tôi ở tại Việt Nam mà bảo là trao mặt trận tổ quốc thì thà bước tiền ông Cống sướng hơn. Thì anh nghĩ gì về cái những cái lời đề nghị của bà Phương Hằng, cũng như là có nên trao cho mặt trận tổ quốc hay tiếp tục để cho tư nhân làm từ thiện? Bà Phương Hằng thì lúc thế này lúc thế kia, thành ra bây giờ đó là cái giai đoạn là bà đã tố một số người từ tháng 3 tới giờ. Mà theo nguyên tắc đó, những cái đơn tố đó trong vòng 4 tháng phải giải quyết, mà hầu như nhà nước không giải quyết gì cả. Có gọi bà lên nói chuyện nhưng mà không giải quyết. Bây giờ mới đây, cách đây vài tuần thôi, thì công an mới tuyên bố là vào cuộc. Đó, sau khi họ nói rằng họ có một số chứng cứ, trong khi đáng lẽ là phải giải quyết từ lâu rồi. Và khi đó, đó thì bà Hằng này bà tuyên bố là bà sẽ không lên YouTube nữa, không nói chuyện nữa. Nhưng rốt cuộc bà vẫn tiếp tục lên. Mà bà này thì cứ nói trước nói sau như vậy. Và lúc đó thì bà đòi tự tử. Mà bà đã nêu lên trường hợp trước đây đã có một vị sư tự tử, và ngay sau đó thì cái chế độ sụp đổ. Ý bà nói là cái chế độ hôm nay như vậy. Bây giờ thì bà lại thấy rằng là sợ bị kẹp, tại vì bà là có của. Thế nhớ bà sợ bị kẹp thì bà lại lên tiếng ngược lại, bà ca ngợi. Cho nên bà kêu gọi là vì những cái người tư nhân thiện nguyện này đó là không đáng tin cậy, cho nên hãy gửi tiền cho mặt trận tổ quốc. Trong khi một cái thực tế đó là mặt trận tổ quốc từ xưa tới giờ là không được tin cậy. Mặt trận tổ quốc nó không phải nhỏ nha anh. Nó là một tổ chức song song với tổ chức đảng và có cơ cấu toàn quốc. Chứ không phải là chỉ có một cái ủy ban trung ương đâu, nó là toàn quốc. Tức là tất cả các tạm gọi như ngày xưa đảng phái xã hội dân chủ đó, vậy, và các tổ chức phụ nữ, phụ lão vân 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 đều nằm trong cái mặt trận tổ quốc này hết. Cho nên nó có cơ sở rộng lớn lắm, nó là một cái hệ thống lãnh lương và xưa giờ người ta đóng góp á, thì người ta không thấy là cái hoạt động gì tích cực cả. Cho nên lại quay sang cái vấn đề một số những người nghệ sĩ nổi tiếng từ đời trước, là đời Phan Anh cho tới sau này vân vân vân, họ lại đóng tiền. Đặc biệt là không ngờ cô Thủy Tiên này lại có anh chồng là anh Công Vinh, tức là coi như tuyển thủ bóng đá nổi tiếng, bây giờ thì về hưu rồi. Nhưng mà có lẽ vì tên tuổi của hai người đó cho nên là số tiền người ta đóng góp rất là nhiều. Và ít nhất là theo như cô nói là cỡ 177 tỷ. Anh tưởng tượng 177 tỷ tức là 8-7-8 triệu đô la.
Tôi còn Một nghe cá nhân một nào cái mà có thể quyên được số tiền lớn như vậy? tôi còn Nhưng nghe mà nói bây giờ đó thì bà Khương Hằng phui ra đó, bà Phương Hằng phui ra là nhìn theo cái sao kê của anh ạ, bà ạ, của cô Thủy Tiên này, 18.000 trang anh ạ. Trời, cái danh sách người mà đóng góp đó, 18.000 trang. Mỗi một trang anh tính cứ trung bình là 20 người đi thì anh biết là số người đóng góp bao nhiêu. Nhưng mà người ta thấy cái sao kê đấy nó kỳ lạ ở cái chỗ là trong khoảng 20 ngày tiền đang vào ào ạt, mỗi ngày vào mấy tỷ thì tự nhiên lại lại ngừng, ngừng không có công bố nữa. Đó, thành ra bên 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 ngân hàng thì có viết một cái văn thơ là tạm coi như ngưng cái công bố đó, tức là cái số tiền đó là giấu. Đó, thì người ta đặt vấn đề tại sao tiền đang vào 20 ngày tại sao lại ngưng, và đồng thời có những cái tố cáo mình chưa biết là thật hay giả, tố cáo rằng là cô này sửa nhà, cô này mua nhà mới, vân 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 vân, là giá hàng chục tỷ. Đó. Thế thành ra trong khi đó một số lần thì trên những cái Facebook thì cô này than là nghèo không có tiền. Đó, nó mâu thuẫn nhau ở cái chỗ đó, và cái chuyện tiền đang quyên tại sao lại ngưng. Thành ra có 8 người đang kiện bà Phương Hằng, ngược lại thì bà Phương Hằng cũng nghĩa là đối phó nêu lên những cái đó, và bây giờ thì theo như tuyên bố là công an đang vào cuộc. Và riêng cái Nhâm Hoàng Khang thì như là anh cũng đã biết rồi, đó là cái người đầu tiên bị bắt trong cái nhóm này. Mà bà Hằng thì bà đã hăm rồi, cái anh này là anh giúp bà Hằng này tìm ra cái người ẩn danh dùng nickname để tấn công bà Hằng, và bà treo giải thưởng 1 tỷ nhưng mà anh không nhận. Nhưng mà đó là anh nói chuyện giúp bà Hằng này trong cái vấn đề đó, nhưng mà mặt khác anh này anh cũng không ưa gì bà Hằng hết, thấy bà Hằng này lộn xộn quá, cho nên trong những cái gọi là trao đổi riêng tư đó thì anh lại phản đối bà Hằng đó. Cho nên bà Hằng bà biết được thì bà lại cho cái anh này là anh quỷ quái, thế là ngoài mặt thì là hoan hô bà nhưng mà sau lưng thì chửi bà. Cho nên và khi mà hai bên chửi nhau dữ dội rồi đó thì anh Nhâm Hàng Thang này tuyên bố đó sẽ đưa cái sao kê về cái quỹ hàng hữu chữa tim và vào não của bà Hằng này ra công chúng. Thì bà Hằng này bà giận lắm, không biết cái sao, tại vì thưa anh rằng là bà Hằng này là vừa là thương gia mà lại thương gia này dính giàu có là nhờ địa ốc, và đồng thời dùng cái tiền của cái khu du lịch Đại Nam vân vân nói là để đưa vào cái quỹ này, tức là chúng tôi làm ra tiền là chúng tôi giúp, nhưng mà đó là nói thôi, còn thực tế nó như thế nào, cái Đại Nam 2 năm nay là không có vô tiền rồi. Vậy thì cái quỹ hàng hữu này nó hoạt động như nào, hay là một cách rửa tiền đó? Chính vì vậy anh Nhâm Hoàng Khang này anh hăm dọa anh đưa cái sao kê đó ra, thì bà Hằng này tuyên bố anh mà đưa ra tôi sẽ gọi công an bắt liền đó. Thì đại khái nó có rất nhiều cái chuyện lộn xộn, thì bây giờ công an vào cuộc thì hy vọng là một vài tháng nữa thì mọi chuyện nó sẽ sáng sủa rõ hơn một chút. Đây là vụ lùm xùm lớn mà cái kết cuộc nhiều người đang chờ đợi, thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi vấn đề này. Anh Vòng, thì có thể nói rằng để mình có nói với anh đó, là cái mặt trận Tổ quốc á, bà Nguyễn Phương Hằng cứ réo gọi là phải giao nộp cái mặt trận Tổ quốc, thì một vài người Việt Nam tôi có dịp nói chuyện trong một vài ngày vừa qua đó, họ bảo nếu mình nói về tư nhân mặt trận đó, thì vô mặt trận Tổ quốc có là lòng tham không đáy anh, thì nó cũng mất hết, cũng chẳng có đâu hết đâu trơn được. Thì theo anh thì có niềm tin mà gửi tiền như bà Hằng nói cho mặt trận Tổ quốc không anh? Như mình có trình bày với anh rồi và quý khán thính giả rồi đó, là sau khi bà Hằng này tấn công một số chuyện liên quan tới nhà nước và đồng thời tấn công các cái giới nghệ sĩ vân vân vân, thành ra bây giờ bà mới lại quay ngược lại và bà coi như là vuốt ve nhà nước. Chính vì vậy bà mới có những cái tuyên bố như vậy, chứ chính bà cũng đâu có đóng góp cho mặt trận Tổ quốc đâu. Bà gửi cho cái ủy ban nào đó mà bằng cách là tôi tặng mà là thí dụ như 100 hecta là tương đương với 1.000 tỷ, chứ bà cũng không có tiền. Quý vị thấy là cái cơ sở lớn như vậy, nhưng mà cái thời đại này ngày hôm nay đó, mọi cái kinh doanh lớn là dựa vào vấn đề anh có một số cái vốn rồi anh vay ngân hàng, chứ đâu phải là anh có 6.000 tỷ mà anh lập cái khu Đại Nam như vậy. Thành ra bây giờ cái vấn đề Đại Nam suốt 2 năm mà không hoạt động thì bây giờ lấy tiền đâu mà trả tiền lời. Thành ra chính bà cũng không có bao nhiêu tiền hết đó, là đất thôi, đất cát là bằng mọi cách mua, tức là Việt Nam ở đâu cũng vậy hết, người ta phân lô đất này là đất thổ cư hay là đất này đất nông nghiệp. Anh biết đất nông nghiệp nó rất là rẻ, ruộng vườn thì cái năng suất nó đâu bao nhiêu, nhưng mà bây giờ cấu kết với lại cái ủy ban địa phương đó, tôi mua cái này nhưng mà sau đó đổi nó thành đất thổ cư, tức là chia lô bán nền, thành ra cái giá nó lên gấp 10 20 lần luôn. Thành ra cái gia đình Đại Nam này đó, hai ông bà đó mà giàu có lên là nhờ cái đó, chứ không có cái buôn bán nào mà giàu như vậy, anh thấy không?
mà không phải cái dự án này không, tất cả cán bộ công chức là nó làm như vậy, hoặc là như cái vụ Thủ Thiêm là ông Võ Văn Kiệt quy hoạch là bằng này nhưng mà nó lấn ra bằng này, tại vì đâu có ai biết là quy hoạch thực sự là bao nhiêu. Về sau đến lúc cái vụ nó nổ ra, nó giấu bản đồ, anh nó nói không có bản đồ, cả một cái đầu tư mấy chục tỷ đồng đô la Mỹ mà không có bản đồ thì anh thấy là vô vi lý không, bị bản đồ bị mất. Mà thực ra đó, rất nhiều cơ quan liên hệ cho rất nhiều cơ quan có bản đồ nhưng mà nó tìm cách nó giấu bản đồ đi để nó che đậy cái chuyện rằng là quy hoạch một phần mà nó lại nới ra một phần. Mà cái đau xót là như thế này, thí dụ ở Đà Nẵng có rất nhiều khu được quy hoạch, anh thấy rằng là quy hoạch là cái tụi mà nó đứng ra nó mai mối, nó đuổi dân đi và cho tư bản vào đầu tư, nó ăn rất nhiều tiền. Nhưng cái đau xót là không phải khu nào, không phải món hàng nào anh bán cũng đắt giá, đúng không? Có những khu là người ta chiếm rồi thì anh chiếm những khu khác, tìm cách đẩy dân đi. Rồi rốt cuộc chờ mãi không có thằng tư bản nó vào đầu tư hết. Thành ra nó đưa tới cái tình trạng là dân chúng đang có nhà ở, cuối cùng là ra ở đầu đường xó chợ. Còn cái mảnh đất thì bỏ không 10 năm, 20 năm nay rồi. Đâu phải mảnh đất đất nào cũng có. Anh muốn có mảnh đất đó, thứ nhất nó phải ở cái nơi thuận tiện, nó phải có cái hệ thống hạ tầng đường xá, cầu cống, điện nước, vân vân vân. Trong khi là anh chưa có cái đó, khu đó nó không có, thì bây giờ đầu tư vào đó, đầu tư một bãi giữa sa mạc thì anh đầu tư làm sao anh tồn tại được. Thành ra có nhiều cơ sở không có người đầu tư, thành ra cái đất gọi là dự án treo, đưa ra thì ngon lành lắm nhưng mà treo mã chả có ai là tham gia hết. Cho nên trong Sài Gòn hiện nay, trong Việt Nam hiện nay, cái vùng nào đất địa ốc nó lên giá quá, đất đai lên giá quá, vùng nào quy hoạch vùng nào cũng làm này nọ vân vân, cho nên giá nó nhảy lên trời và người dân thì làm đồng lương rất là thấp, cho nên đối với họ lấy sa mạc có khả năng mua cái nhà để ở, cho nên cuộc sống rất là phức tạp. Những người lao động về đó hầu hết đều thuê hết anh ạ, đều thuê hết, tại vì họ từ quê mà họ thuê hết. Và bên cạnh cái vấn đề đó, thì tại Việt Nam hiện tại và kể cả Trung Quốc lại có một cái vấn nạn nữa anh ạ, đó là vấn nạn thiếu điện. Tại vì bị nhiều cái khủng hoảng nó thành ra thiếu điện. Hiện tại Việt Nam cũng đang bị thiếu điện. Và tất cả các cái xí nghiệp đó là gặp khó khăn, không những là vấn đề công nhân không hoạt động được, họ bỏ về. Và bây giờ đó tình trạng sau khi hết dịch đó thì là tình trạng tất cả các xí nghiệp đều bị tê liệt vì vấn đề thiếu điện và vấn đề thiếu nhân công. Rất nhiều người như tôi trình bày ở phần trên đó, là có thể 70% là sẽ không bao giờ trở lại. Họ nói là họ sợ tởn tới già rồi. Thôi bây giờ chấp nhận an phận là cơm rau thôi chứ còn không có mơ mộng mà lên thành phố kiếm tiền mà để cải thiện thiện cái đời sống nữa. Bởi vì cái kinh nghiệm đó bị gần như là nhà nước bỏ rơi, chỉ có một phần rất nhỏ được giúp. Cho nên người ta nói đùa với nhau một câu rất là mỉa mai: muốn được trợ cấp thì hãy lên TV. Chỉ có trợ cấp ở trên TV thôi chứ còn ở thực tế ngoài đời thì hầu như không có bao nhiêu hết. Như vậy với tình trạng như vậy, cái lực lượng lao động mà sau COVID là một vấn đề lớn. Dạ. Lực lượng bây giờ là đã bắt đầu rồi đó anh, đã bắt đầu là lo rồi. Tức là vậy, em biết là hầu hết các xí nghiệp á, ngoại quốc đầu tư á, đều là lắp ráp hết. Thành ra phỏng vấn thấy đa số là thợ hồ, thợ mộc, thợ lắp ráp hay may mộc. Bây giờ thí dụ anh đang có 10.000 nhân công mà bây giờ họ về hết 7-8.000 rồi. Rồi cái đám kia họ cũng tan hàng hết rồi. Bây giờ làm sao anh tuyển một lúc 10.000 nhân công mà không phải chỉ có công ty của anh. Hàng trăm công ty đều ở trong cái tình trạng tương tự như vậy. Mà cái số người về quê có thể lên tới mấy triệu rồi. Và bây giờ thì xe cũng chưa chạy. Họ cũng không trở lại được và họ sợ tới 70-80% là họ sẽ không bao giờ họ trở lại thành phố nữa. Gọi là bỏ phố về quê đó. Cái hiện trạng. Cái hậu COVID-19 nó còn kinh khủng lắm anh. Và trong khi đó, khi Ủy ban Tài chánh của thành phố Hồ Chí Minh vẫn tuyên bố rằng là tuy tình trạng như vậy nhưng mà thất thu. Người ta thu bội thu chứ. Người ta hỏi bội thu mà tại sao lại sự cứu giúp không thấy là bao nhiêu cả. Đó, thành ra nhà nước thì vẫn nói một đằng mà thực tế thì nó vẫn là một nẻo. Theo những nguồn tin mà Nam nhận được đó, thì hiện nay cái số mà cái chỉ số phát triển kinh tế quốc gia nó đang ở một số âm anh. Dạ, theo như có một nguồn tin nói là ở quý 3, tức là từ tháng 6 tới tháng 10 là quý 3 thì là phát triển âm. Đó là một số nguồn tin. Và cái quý 4 là quý cuối cùng của năm nay có lẽ cũng vậy. Đó, ít nhất là phải qua giữa năm 2022 thì mới bắt đầu là hồi phục. Đó là mình nói như vậy. Nhưng mà hồi phục với rất nhiều khó khăn vì thiếu nhân công, thiếu cái điện và cả cái hệ thống nhập nguyên liệu sản xuất rồi bán đi, cả cái hệ thống đó thời gian qua là bị gãy đó. Cho nên là có rất nhiều công ty như là công ty của Mỹ và Hàn Quốc họ đặt vấn đề
Và ông Phạm Minh Chính thì có lẽ là cái máu công an cho nên nóng tính lên, nghĩa là cự nữ những cái công ty Hàn Quốc. Là lúc ông làm ăn khá thì tại sao, hài hòa thì không nói, mà bây giờ gặp khó khăn thì phải cùng chia sẻ chứ tại sao trách móc chúng tôi. Thành ra ông này ông lên tiếng, ông cự công ty Hàn Quốc, mà có thể nha, có thể làm cho Hàn Quốc và một số công ty nó giận và từ đó nó bỏ, nó hăm dọa rồi. Nếu cái tình trạng này tiếp tục là nó bỏ Việt Nam nó đi. Thành ra rất rất nhiều vấn đề chứ không phải là ít. Tối hôm qua Nam có thức đêm đọc một số bài viết của bên Thái Lan nói về cái sự mở cửa của thị trường Thái Lan đối với cái tình trạng sau dịch. Họ mở cửa một cách chậm tiến, một cách tiệm tiến, từ 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 từ, và những trọng điểm như khu du lịch Phú Khác, những trọng điểm như này là Chiang Mai này, là họ mở cái trọng điểm đó từ từ. Thì sau đó Nam lại đọc một số báo chí Việt Nam á, thì Việt Nam cũng đang vào tình trạng copycat y chang, bắt chước y chang cái kế hoạch của Thái Lan, anh biết không? Cũng mở cái tiệm tiến chậm chậm từ từ, từ Phú Quốc qua tới Đà Lạt, tới Nha Trang, tới Sài Gòn, tới Đà Nẵng, anh biết không? Cũng mở chậm chậm. Thì có thể nói rằng Việt Nam copy y chang của Thái Lan, đi chậm Thái Lan khoảng một vài tháng. Thì có thể nó nói rằng Thái Lan lần này họ gương lại rất dữ dằn, họ có một kế hoạch bài bản, mà họ có kế hoạch rất quy mô để đưa cái thị trường trở lại, du lịch trở lại, sản xuất trở lại, buôn bán trở lại, sinh hoạt trở lại. Thì cái mô hình đó đang được copycat một cách 100% luôn. Hà Nội copy 100% từ Thái Lan đem về Việt Nam. Thì cái đó trước đây anh tuyên bố nó ồn ào, ai mà nước bị dịch cần chống dịch này nọ thì tôi sẽ cố vấn cho quý vị. Nhưng bây giờ mình thấy anh không có cố vấn quái gì, toàn đi anh bắt trước. Mà anh bắt trước cái kế hoạch đó, có lẽ mai mốt chúng tôi sẽ nói chuyện cái đề tài này. Họ copy 100% luôn á, là cái kế hoạch chống dịch và mở rộng lại cửa thị trường, mở rộng sản xuất, trở lại back to the normal, trở lại bình thường y chang như Thái Lan. Có thể nói rằng đó tình hình về cái trên thường thường họ ca ngợi, tự ca ngợi lắm, nhưng mà khi thực tế ra ăn cắp đầu nẹn, nảy đầu kia, rồi bắt trước đầu nọ, không có một kế hoạch gì. Cái 3 tháng vừa qua mình sợ gì tiêu điều đó, là Việt Nam copy cách y chang của Trung Quốc, của Vũ Hán, đóng cửa 100% quyết liệt, đóng cửa kinh khủng như Vũ Hán, mà ngoài đường không có xe, không có người, người ở nhà. Chính phủ quản trị phân phối cơm từng nhà một, đi chợ đi mua bán cả từng nhà một, đúng không? Thì anh copy cách 3 tháng vừa qua thì anh copy Vũ Hán, nhưng không kiểm soát được bệnh, anh thất bại, kinh tế chết, các công ty ngoại quốc đòi bỏ đi, đúng không? Tại vì mùa lễ Tết rồi, tới nơi rồi, Thanksgiving, Giáng sinh, Tết Tây tới nơi, bây giờ không có hàng từ các nước, nhà máy sản xuất các nước Á Châu đâu có Việt Nam, thì cái công ty của Mỹ nó sụp đổ luôn, cho nên yêu cầu mở cửa thì anh không chịu mở cửa, biện cấp bị y chang Vũ Hán mà bây giờ thì nó đe dọa đi đó, nó bỏ đi đó, thì bây giờ anh sợ quá anh phải mở cửa ra, mở cửa được cách nào anh không biết cách mở cửa, bây giờ lại không copy được kiểu Vũ Hán nữa mà nhảy không copy được kiểu Thái Lan, phải không? Thì Việt Nam đứng trước một ngã ba đường mà ngơ ngác, đi bắt chước lung tung mà không thấy cái vai trò lãnh đạo của đảng chính phủ đâu. Cái vấn đề là như thế này nè anh. Thí dụ như ở bên Mỹ, bên Nhật và nhiều quốc gia đó, họ nhìn thấy cái tình trạng thất nghiệp tràn lan sẽ tới, và do đó nó sẽ gây lên nhiều cái hệ quả, cho nên họ trợ cấp tiền. Thì Việt Nam thấy vậy cũng tung ra là gói số 1, gói số 2, gói số 3, 62.000 tỷ, rồi 26.000 tỷ, rồi 28.000 tỷ là 3 gói. Nhưng mà trên thực tế tiền không tới bao nhiêu hết. Chỉ nghĩa là đưa ra rồi trình diễn, quay video một số để mà làm dân an lòng thôi. Còn thực tế tất cả những người mà bỏ về quê phỏng vấn, ai cũng nói hết chúng tôi bây giờ không còn đường sống nữa. Và bây giờ đi thí dụ như từ Sài Gòn về Cà Mau, Kiên Giang đi được không? Và chúng tôi không biết bây giờ là tới đâu hay tới đó. Thế là may một cái là như vậy, dọc đường người dân người ta thấy những cái người mà gọi là khệ nệ mang đồ đi, là họ biết là về quê, thì họ ra họ tiếp tế cho đồ ăn lương thực và có khi cho một ít tiền. Cái đó là toàn quốc mình xảy ra cái chuyện đó, đó là hình ảnh rất là đẹp. Nhưng mà không phải là ai cũng được như vậy, cho nên là họ cứ chỉ biết là đi tới đâu hay tới đó. May thì tới những trạm được giúp đỡ, rồi có khi tìm người cho quá giang, và cũng có những cái xe đó họ tình nguyện họ chở, nhưng mà được đoạn nào hay đoạn đó thôi. Thành ra có những người đi
là 10 ngày mới về tới 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 quê, mà có thể có những người đi cả tháng mới về tới quê. Mà quý vị biết Nhưng trên mà một cái đoạn đường mà ăn ngủ mưa gió không biết thế nào hết. trong cái bối cảnh hiện nay đó, mình thấy rất là nhiều tấm lòng vàng anh. Có thể nói là ở hải ngoại cái số giúp đỡ rất là kinh hoàng, còn ngay cả ở trong nước đó, những cái vị ở địa phương, ở nhà giàu này nọ đó, ở các cụ đó, họ giúp rất là nhiều anh, họ giúp rất là nhiều. Thì cho nên cái từ thiện nhân dân nó rất là kinh khủng. Họ giúp Thì... ra thực phẩm nha, kể cả xăng nữa. À, có nhiều nơi là đưa tiền đó, cho tiền đó, đổ xăng. Thành ra thấy cũng đỡ lắm, chứ không có cái giúp đỡ đó của những cái tổ chức. Tôi không thấy cái chỗ nào hoạt động, chứ rất tiếc là trên video mình thấy đó, không chỗ nào nói là đại diện của Mặt trận Tổ quốc đứng làm việc cả. Chính phủ Còn quân đội á, Sài Gòn và phụ cận là 20.000 dân, đưa bao nhiêu quân đội vào đi chợ cho họ được. Đưa có vài ngàn người thì làm sao mà đi chợ cho cả 20 triệu dân ở Sài Gòn và phụ cận được. Mà không thấy hoạt động nào cụ thể của Mặt trận Tổ quốc hết, rất là ít. Còn hầu như là toàn là thấy là tư nhân họ làm không. Đấy, có một cái nhóm nhiều khi họ làm riết rồi họ đích thôi rồi, nhưng mà tiền thì cứ gửi tới và cái nhu cầu nó vẫn còn, cho nên là họ phải lại tiếp tục, họ phải đứng ra họ làm. Thành ra họ phát vừa thực phẩm, nhất là những xe mà có em bé là họ cho thêm tiền để tiền sữa và tiền xăng. Thành ra nhờ vậy thấy cũng đỡ lắm. Thấy những cái đoàn Thế xe đi nên rất là thê trong thảm. lúc mà tâm tối mà bi đát như vậy đó, chính phủ không thấy, Mặt trận Tổ quốc không thấy, nhưng ta thấy những tấm lòng vàng của người trong nước, người hải ngoại, cái đó nó rất là đỡ. Tôi nhìn thấy những người mà họ di tản, cái bài xe bị hư đó, bà con dừng lại, bà con trong khu xóm ra, người sửa xe, người đổ xăng, người cho tiền, người cho ăn, rất là thú vị, rất là tình người. À, bây giờ nếu mà không còn gì thì mình xin cái bản tin cuối cùng. Đó là nói về chuyện bây giờ như vậy, trước khi mình nói tới cái 5K và vaccine, tức là chính sách của nhà nước, thì dường như mình cũng có nói sơ rồi, thì mình xin tóm tắt lại là bây giờ người dân mình đó phải sống với 12K. 12K đây là mình đặt ra là 12 không, tức là không có việc làm, không tiền bạc, không chỗ ở, không hỗ trợ, không thực phẩm, không rời nhà, không, lúc đó là không ai được rời nhà hết, không về quê, không đủ thuốc, không nhà thương, không đường sống, không yên tâm và không tương lai. Đó là cái 12 không bây giờ. Còn riêng đối với vấn đề Nhật Bản thì thưa quý vị, hôm 7 tháng 10 vừa qua đã xảy ra một trận động đất rất là lớn. Thì cái động đất này đó, nó giật một cái thôi, chứ không có như những cái trận động đất khác, nhiều khi nó kéo dài 5 giây, 10 giây, 15 giây. Thì đối với mình là cái người sống ở Tokyo trên 50 năm, thì đây là lần thứ hai cảm thấy là Tokyo động đất chấn động 5. Cái tâm chấn đó, nó ở tỉnh Chiba, nó ở phía đông bắc, thì nó là 5.9, đó là tâm chấn. Nhưng mà Tokyo đó là bị chấn động 5. Thì 10 năm trước anh nhớ không, cái vụ động đất sóng thần nổi tiếng ở vùng đông bắc đó, thì lúc đó đó là động đất là 9 chấm nhưng mà ở biển. Còn đất liền đó, cách 120 cây số thì chấn động 7 và chết khoảng 2.000 người. Thì chấn động 7 ở trên đó cách Tokyo 300 cây số thì Tokyo là bị chấn động 5. Mà trước đó đó là mình đã coi nhiều cái động đất ở Tứ Xuyên, ở Haiti, ở New Zealand, những cái cảnh đổ nát chết. Rồi động đất kỳ đó đó cách đây 10 năm nó rung rất là lâu, rung cả 10 mười mấy giây, là anh tưởng tượng không, rung mà là mình đã sợ rồi, mà rung tới mười mấy giây thì đâu có biết lúc nào nhà nó sụp đổ đâu. Cho nên lần đó là coi như là lần đầu tiên mình phải chạy ra khỏi nhà, và khi chạy ra khỏi nhà thì thấy chung quanh người ta cũng chạy ra, thì mình ở nhà chung cư chính phủ là 15 tầng, mình ở tầng 1, 14 tầng mà nó sập nó đè thì thôi không cách nào hết. Thì đó là lần đầu tiên. Nhưng mà Tokyo chỉ là ở xa thôi, xa cái tâm chấn tới ba hơn 300 cây số. Lần này thì cũng vậy, cũng tâm chấn thì ở cạnh Tokyo nhưng mà nó có 5.9 thôi, thì Tokyo bị chấn động 5. Đó là lần thứ hai. Nhưng mà lúc đó là mình đang ngủ, tức là 10 giờ 41 phút tối đang ngủ giật băng một cái. Ở nhà thì có một cái tấm hình thờ đó thì bị đổ thôi. Nói chung là thiệt hại nhẹ. Khoảng coi như là mười mấy người bị thương đó. Đó. Và cái đặc biệt nhất là ở nước Nhật nó khác với nước Mỹ. Nước Mỹ là hầu hết tất cả dựa trên xe hơi, còn bên Nhật đó là dựa trên xe điện. 10 giờ 40 đó là cái giờ mà người ta còn đang đi xe điện khá đông, là đi làm về và những người khá trẻ họ về. Thì khi mà động đất lớn như vậy đó, là xe điện không có chạy, bởi vì đâu đã kiểm soát được là đường rầy nó bị cong chỗ nào, nó hư chỗ nào. Cho nên rằng là tất cả đó là xe điện cùng lắm là nó lết tới ga, hoặc là phải đi bộ xuống, giữa đường cũng phải xuống. Xuống rồi tự động mình đi theo đường rầy tới ga. Người Nhật nó có một cái đặc tính là như thế này anh.
hầu hết người Nhật không biết đường đi từ nhà mình tới sở làm. Ừ. Anh có tưởng tượng được không? Họ không biết đường. Tại vì sao? Từ bé tới lớn là họ đi xe điện không à. Ừ. Không? Giống như là anh đi máy bay vậy đó. Cứ ra sân bay rồi anh đi máy bay chứ làm sao anh biết đường đi bộ là đi hướng nào. Thì họ là đi dưới đất, nhưng mà họ đi bằng đường xe điện. Thì họ biết rồi, từ bé tới lớn bản đồ ở ga xe điện chỗ nào nó cũng có hết. Thì nhà cứ đi thấy là đi xe điện thôi. Nhưng bây giờ xe điện nó ngừng giữa chừng. Thấy không? Một cái ga mà mình chỉ có xưa giờ có đi qua thôi chứ mình không có xuống. Mà mình cũng không biết rằng là từ ga này đi ra ra cửa thì đi hướng nào là nhà mình. Không ai biết hết đó. Thành ra nước Nhật là nó có một cái kỳ lạ như vậy. Cho nên là thứ nhất họ phải xuống ga. Rồi bây giờ làm sao họ đi về nhà? Tại vì có những nơi họ cách nhà là 30 cây số, 50 cây số. Làm sao họ đi về nhà? Cho nên họ ra trước ga là họ đón taxi. Đó. Thành ra bên Nhật này nó có một cái lạ là không khác với nơi khác. Là khi động đất xảy ra thì cái taxi nó là rất là đắt giá. Và phải xếp hàng chờ rồng rắn dài có khi hàng ngàn mét. Cả cây số luôn. Thành ra có những người chờ 4 tiếng đồng hồ thì mới tự taxi nó mới tới. Tại vì giờ đó là tất cả ai nơi nào cũng đi taxi hết, cả cái Tokyo và phụ cận tất cả đều là taxi ra ga để đón người ta, xếp hàng rong rắn cho tới là 2-3 giờ sáng mới có xe taxi về nhà. Đó là bên Nhật thì nó có cái tình trạng là người đi làm nhưng mà không biết đường từ nhà đến sở và không biết đường từ sở về nhà. Đó, chỉ biết ga xe điện thôi. Cũng là một điều mình lạ lùng đáng nhớ phải không anh? Dạ. Dạ vâng. Dạ. Không biết tin về Á Châu Thái Bình Dương còn tin gì nữa không thưa anh? Á Châu Thái Bình Dương thì cái tình hình với Đài Loan Trung Quốc vẫn tiếp tục căng thẳng và theo phía Đài Loan tuyên bố thì là căng thẳng nhất từ xưa tới giờ. Thực ra sau khi Mao Trạch Đông chiếm đại lục rồi thì đã cũng có những cái căng thẳng. Thí dụ như cái vụ mà bắn pháo. Tại vì thưa quý vị, Đài Loan cách lục địa là 180 cây số rất xa, không có cái pháo nào bắn tới. Ngày xưa nó chỉ có pháo thôi, chưa có những cái hỏa tiễn tầm xa. Nhưng mà nó lại có những cái đảo Kim Môn Mã Tổ thì nó lại ngay sát Phúc Kiến này ạ. Lại thuộc Đài Loan vẫn giữ. Tức là từ Kim Môn Mã Tổ có thể nhìn qua lục địa và lục địa có thể nhìn thấy cái đảo này. Nó gỡ rất gần. Còn cái Đài Loan chính nó cách tới 180 cây số cho nên rất an toàn. Nếu không dùng máy bay thì không có cái nào mà đụng Đài Loan được. Cho nên thời đó, đó là Nguyên Soái là tư lệnh đó, Bành Đức Hoài tổ chức một cái trận nó gọi là trận địa pháo. Tức là dàn rất là nhiều pháo từ lục địa bắn sang những cái đảo này. Thì Đài Loan hồi đó phòng thủ đó bằng cách là đào hầm, tức là quân nhân đó, là hầu hết là quân nhân ở hai cái đảo này là sống dưới hầm. Cho nên đặc biệt nhất là hồi đó Việt Nam Cộng Hòa đó, các binh sĩ mà coi như là có công đó, thì được thưởng đi du lịch Đài Loan. Thì thường thường qua Đài Loan xong rồi từ Đài Loan họ sẽ đưa máy bay ra Kim Môn Mã Tổ để thăm về cái sự phòng thủ của họ. Thì tất cả đều là sống dưới hầm hết. Thì khi mà Bành Đức Hoài mà tổ chức pháo ào ạt như vậy đó, thì Mỹ mới yểm trợ Đài Loan. Thời đó là Mỹ yểm trợ Đài Loan đưa đại pháo 203 ly qua. Cái 203 ly thường ít ai nghe lắm, mình nghe 105, 155, 175, nhưng đây là đại pháo 203. Thành ra anh bên kia chỉ có 105, 155 ly à. Thành ra là Mỹ đánh tan cái trận địa pháo của Bành Đức Hoài. Thành ra nhờ vậy mà giữ được hai cái đảo cho tới ngày hôm nay luôn. Ngoài ra còn có một cái đảo nữa, nhưng mà nó ở lùi phía tây nam của Đài Loan thì nó xa hơn, thành ra không sao. Thì đại khái như vậy. Thì bây giờ là vấn đề là máy bay với tàu tuần của Trung Quốc là cứ làng vàng gần. Thì một mặt là Mỹ thì yểm trợ sau lưng Đài Loan và có tin là một số quân nhân Mỹ đã qua Đài Loan để huấn luyện. Chứ còn trên thực tế nha, cho tới nay, sau khi mà Mỹ đẩy Đài Loan ra khỏi Liên Hợp Quốc và cắt đứt băng giao, thì Mỹ rút hết quân khỏi Đài Loan, không còn quân ở Đài Loan nữa. Nhưng mà bây giờ thì lại có cái sự trở lại một cách nhỏ giọt để mà huấn luyện cho Đài Loan trong vấn đề đối phó hoặc là sử dụng vũ khí Mỹ đối đầu với Trung Quốc. Và Đài Loan tuyên bố là chưa bao giờ căng thẳng như vậy. Thì thưa với anh, vấn đề là như vậy, lúc mà Tưởng Giới Thạch mà chạy ra đó, thì Tưởng Giới Thạch đem theo Quốc Dân Đảng và lực lượng, cho nên Tưởng Giới Thạch coi như là tiếp tục chi phối Đài Loan. Đó. Nhưng mà sau tới Tưởng Kinh Quốc là con ông rồi, tới những đời sau nữa, thì cái ảnh hưởng của Trung Hoa Quốc Dân Đảng nó yếu dần đi, và người địa phương người ta muốn độc lập, cho nên như quý vị thấy bà Thái Anh Văn chẳng hạn là người Đài Loan, cho nên là bà mạnh dạn và tuyên bố Đài Loan là độc lập, còn mấy ông kia là sợ. Và đặc biệt nhất cái điểm này quý vị cũng có thể để ý, đó là cái vấn đề Trung Hoa Quốc Dân Đảng sau này đó lại quay trở lại, nghĩa là làm hòa với Đảng Cộng sản Trung Quốc, tức là đại diện Trung Hoa Quốc Dân Đảng qua bắt tay, trong khi Đài Loan vì vấn đề độc lập thì lại vẫn tiếp tục chống. Chứ Trung Hoa Quốc Dân Đảng lâu nay là lu mờ đó, cả trong quốc nội Đài Loan và cả vấn đề đã quay trở lại coi như là ban giao với lại Trung Hoa Quốc Dân Đảng, bởi vì chính Mỹ cũng ban giao mà. Thành ra cái vấn đề đó bây giờ họ không đặt nặng nữa, nhưng mà phía dân Đài Loan thì họ vẫn đặt nặng để họ giữ cái sự độc lập của họ. Đó thì tình hình Đài Loan với lại Trung Quốc là như vậy. Yeah.
Thì trong ngày lễ mà 10 tháng 10 vừa qua trên Tập Cận Bình, thì trong lúc mà mấy tuần lễ vừa qua thì máy bay tấn công của Trung Cộng bay qua xâm phạm cái vùng và nhận diện phòng không của Đài Loan rất là nhiều. Nhưng mà Tập Cận Bình trong bài diễn văn ngày 10 tháng 10 đó thì lại nói một câu là thống nhất Đài Loan qua hòa bình. À Thì vâng. cái đó thì người ta nói ông Tập Cận Bình ông làm cũng con người rất là hai mặt, anh biết một mặt Thì thì trước đây là tốt. nói là thống nhất Đài Loan bằng mọi giá mà anh. À, bây giờ ông vừa trong mới ngày 10 tháng 10 chuẩn bị 10 tháng 10 này ông bài diễn văn cho ngày 10 tháng 10 thì ông sẽ thống nhất Đài Loan trong hòa bình. Thì nhưng mà tin được cộng sản cũng là chuyện lạ. Ví dụ anh thấy Tập Cận Bình là đi qua Mỹ á, nói là không có quân sự hóa ở Biển Đông, nhưng mà bây giờ anh thấy các hòn đảo cũng dưới thời Tập Cận Bình, các hòn đảo Biển Đông như thế nào, của Trung Cộng như thế nào, sân bay, phi trường, radar, quân đội, hỏa pháo nằm đầy dày đặc nơi đó, nhưng mà họ vẫn Tập Cận Bình qua nó là không có quân sự hóa Biển Đông. Trên những điều mà ông Thiệu có nói một câu rất là tuyệt vời, đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm. Và bây giờ cái chuyện vấn đề từ thiện Việt Nam là vấn đề đang lớn đó. Thì câu hỏi đặt ra cũng rất lớn này, tôi có hỏi anh đó, là có nên tin mặt trận Tổ quốc để giao tiền không, làm từ thiện không? Dạ, từ xưa tới giờ như mình đã trình bày rồi, dân chúng là không có tin. Chính vì vậy mà những cái giới nghệ sĩ mới nhảy ra làm. Chứ nếu mà Mặt trận Tổ quốc như mình nói đó là một tổ chức rất lớn chứ không phải nhỏ, họ có văn phòng đại diện ở khắp đất nước hết. Nếu mà họ làm thì nó rất là hữu hiệu. Nhưng mà cái hệ thống đó là một cái hệ thống tham nhũng. Người ta không tin thì có như tôi nói với anh đó, là hiện nay cái vấn đề mà một sự bất tín đó, thì vạn sự không có tin. Thì ngay cả cái lần này trong đại dịch này thì mình đều thấy càng rõ hơn, thì có lẽ câu chuyện càng nhiều rồi, không biết là anh còn cái điều gì để nói không trước khi chúng Cái ta trong cái đóng góp đóng trong cái đóng góp cho quỹ Mặt trận Tổ quốc á, phần lớn á là những đại công ty đầu tư vào Việt Nam thì em biết sao, lấy điểm với nhà nước Yeah, đó á, thành ra họ đóng số tiền những rất lớn cho nên nó mới lên số tiền lớn như vậy, chứ còn tư nhân họ không gửi cho Mặt trận Tổ quốc đâu. đó là một cách hối lộ. Dạ đúng rồi, lấy điểm đó, các công ty nào đầu tư đó khi mà nhà nước kêu gọi một cái là gửi thơ tới anh là anh phải đáp ứng thôi à đó, chứ còn người dân là không có đóng góp bao nhiêu cho Mặt trận Tổ quốc hết. Tại vì anh có thấy cái hình ảnh nào là nhân viên của Mặt trận Tổ quốc hoạt động không? Hầu như rất hiếm, rất ít đó, thành ra họ không thấy, mà không phải đây là lần đầu tiên, qua bao nhiêu thiên tai nạn lụt và bao nhiêu lần cứu trợ ở Việt Nam rồi, thành ra họ không tin Mặt trận Tổ quốc. Bà Hằng là bà là vì cái thế muốn dùng cái nhà nước để mà đánh dập cái đám kia về phía bà, thì bà ca ngợi Mặt trận Tổ quốc kêu gọi đóng, chứng tỏ là tôi là yêu Tổ quốc, lãnh đạo là đúng thế này thế kia thôi, nhưng mà cũng có lúc là bà chửi lắm. Cũng có một số dư luận đó, họ theo dõi buổi bà Hằng, họ có nói với tôi, họ nói như thế này, họ nói bà Hằng thực sự đang dùng miền Bắc để tấn công miền Nam, đang dùng miền Bắc để tấn công miền Nam. Cái ca ngợi Trung ương, ca ngợi ông Trọng, ca ngợi Mặt trận Tổ quốc, ca ngợi đủ thứ miền Bắc, ca ngợi công an miền Bắc đủ thứ, nhưng mà khi nói miền Nam thì nói rất là tồi tệ. Thì có một cái dư luận trong nước mà tôi nói chuyện, họ có nói với tôi rằng họ để xem kết quả như thế nào, nhưng mà thực ra họ ghi là bà này là con cờ của Bắc Việt anh, bà này là con cờ Bắc Việt để tấn công miền Nam, để dọn đường cho Hà Nội, đè tiếp gánh nặng lên Sài Gòn. Thì người ta chờ xem. Thì thật sự hiện nay cái nhùng nhằng đó người ta nói lung tung mà chẳng biết từ đâu mò, đúng không? Nhưng mà đó là một dư luận từ Việt Nam. Thôi mình tạm dừng ở đây được chứ anh nhỉ? Dạ vâng, xin cảm ơn quý khán thính giả và anh Nam, chúng ta đã cùng chia sẻ một số những tin tức mới nhất tại Việt Nam, và xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau ạ. Dạ, thưa quý vị nghe chương trình của chúng tôi, truyền hình Việt Nam á, thì chúng ta mỗi ngày có 3 bản tin, buổi sáng sớm á, với Việt Linh là tin buổi sáng, và khi mà tin buổi trưa đó thì với Andy Phạm, chào buổi tối trước khi đi ngủ với bản tin Quân Giang. Những một bình luận của anh, của luật sư Nguyễn Hồng Duyên, của một số anh em khác đó, thì nằm vào trường vào cuối tuần.
Riêng chương trình của anh Đỗ Thông Minh đó, nằm vào tối thứ ba giờ của miền giờ Hoa Kỳ và sáng thứ tư giờ Việt Nam, và tối thứ bảy như hôm nay giờ Hoa Kỳ và sáng chủ nhật giờ của Á Châu Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Thì quý vị yêu mến Đỗ Thông Minh thì các bạn vào tiếp tục vào chương trình của Đỗ Thông Minh là Á Châu Thái Bình Dương để quý vị có thể nghe chuyện Việt Nam Á Châu Thái Bình Dương. Và trong tất cả chương trình đó thì chương trình của Đỗ Thông Minh thì dày đặc những tin tức mới nhất từ Việt Nam, cho quý vị có thể nghe những tin tức từ Việt Nam Á Châu từ Đỗ Thông Minh nhiều hơn. Đó là chương trình hay chúng tôi trân trọng giới thiệu đến tất cả quý vị. Xin trân trọng kính chào quý vị và chào Đỗ Thông Minh thưa anh. Dạ vâng, xin chào tất cả quý khán giả.